Chào các chị ạ, chúc ngày 8 tháng 3. Con là Vương, gửi bó hoa tin thắm thay Bệnh viện Đa khoa Hà Nội. Hôm nay chúc cô là ngày 8 tháng 3 luôn vui vẻ đúng không ạ? Hôm nay là ngày phụ nữ 8 tháng 3, là ngày phụ nữ quốc tế. Cho nên là tất cả chị em phụ nữ ta đều phải có một thiên chức làm mẹ. Nhân ngày 8 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa Hà Nội khoa IVF chúc tất cả các chị có một ngày 8 tháng 3 luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, và tất cả các chị làm IVF ở Bệnh viện Đa khoa Hà Nội sẽ đón được bé yêu về nhà. Chúc mừng ngày 8 tháng 3.